Xin thưa hai các chị, hôm nay tôi có sự rất may mắn là được ngồi đợt gần với các anh hùng của quá khứ. Thì phải nói rằng là hai con đường mòn Hồ Chí Minh trên biển và đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên Trường Sơn, có thể dùng hai cái từ là huyền thoại là hoàn toàn chính xác, vô cùng chính xác, không có thể từ nào thay thế được cái đó. Một con đường mà đánh dấu ý chí của cả một dân tộc, hai con đường đều mang ý chí tuyệt vời của dân tộc đánh Mỹ. Tôi xin nói thêm như thế này, nói thêm một chút về con đường Trường Sơn. Nếu như chúng ta đến bảo tàng đường Hồ Chí Minh ở Hà Nội, thì tôi tin chắc rằng ai đến đó thì không thể không đến xem một cái phiến đá. Một phiến đá hiện nay đang được trưng bày ở cái bảo tàng đường Hồ Chí Minh. Một phiến đá in dấu chân của những người lính ra trận mà nó lõm xuống. Một người đi, hai người đi, vạn vạn người đi, những người lính ra trận đi qua con đường đó và để lại dấu tích của mình trên phiến đá Trường Sơn. Thì chúng ta thấy rằng cái công cuộc đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc chiến đấu trong giặc Mỹ xâm lược là cực kỳ vĩ đại. Dù có khiêm nhường đến mức nào nữa thì không thể không dùng từ vĩ đại, không dùng từ vĩ đại. Còn xin thưa câu chuyện thì bác kể về phố Sét nhá, rồi là cái gì gì đấy nữa bác nhá, thì đấy là cái chuyện thường ngày của Trường Sơn. Phố Sét, không người lính nào Trường Sơn không mang phố Sét. Số xét, nhưng mà số xét ở đây có rất nhiều đồng đội của chúng tôi là các chị phụ nữ thế này, các phụ nữ thế này, họ đã từng là bộ đội thanh niên xung phong Trường Sơn. Số xét cũng dùng cả tóc và thuốc ký đi lúc ấy là chủ yếu dùng thuốc xét, không đủ để dùng mà một viên thuốc người ta phải pha loãng ra để cả một tiểu đội cũng uống chung để ngăn ngừa các bệnh sốt xét, và nó còn nguy hại đến tính mạng con người, đôi khi sánh bằng cái bom đạn, cái số xét đặc tính. Cứ tưởng đi, không có thuốc để truyền thì chắc chắn cái chết là cầm trong tay. Chưa kể cái khác nữa, tôi nói thêm những người phụ nữ ở Trường Sơn, những cái bệnh nha, tức là có những lúc cả một cái trung đội cười các chị ạ, cười lên, cười không xích được, không dừng lại. Thì những cái bệnh có thể bị lý giải bằng cái gì đấy, không thể chỉ đơn thuần lý giải để đi học được, mà người ta phải vượt qua tất cả, vượt qua cái lượng bom đạn mà giặc Mỹ ném xuống ở Trường Sơn, bằng cái lượng bom đạn ở chiến tranh lần hai. Nhưng mà sao? Tất cả bom đạn đấy, tất cả chất độc, vũ khí hóa học, chất độc da cam ấy không ngăn được cái sự phát triển của đường Trường Sơn. Có đường Trường Sơn xin đính chính một chút của cái ý kiến của anh Tô Hải Nam. Thực ra con đường Trường Sơn bắt đầu từ Tân Kỳ, cây số 0 đấy, đi qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và trên con đường ấy vào tận Bình Phước vân vân. Trên con đường đấy hiện để lại những cái địa chỉ đỏ, những cái di tích lịch sử không thể có nhắc đến, như Chuông Buồn của Nghệ An, như ngã ba Đồng Lộc của Hà Tĩnh, như đường 20 Quyết Thắng Quảng Bình, hang Tám Cô ở Quảng Bình và vân vân là ở đây nữa. Một cái chiều dài lịch sử như thế, một chiều dài kỳ tích như thế không thể nào quên được. Và bây giờ xin quay trở lại cái câu hỏi của bạn MC. Đúng, con đường Trường Sơn là một con đường của thi ca. Tôi là một nhà thơ và cũng là một nhà nghiên cứu văn học, thì tôi biết rằng trong thời kỳ chống Mỹ thì hầu như các nhà thơ, từ nhà thơ tiền chiến như Huy Cần, Xuân Diệu, Chế Lan Viên cho đến cái thế hệ nhà thơ chống Mỹ như Phạm Kiến Duật, như Phạm Ngọc Cảnh, như Nguyễn Đức Mầu, như Anh Ngọc vân vân đấy, và cái thế hệ sau chiến tranh như thế hệ chúng tôi. Tôi đi bộ đội năm 1974, người làm người đi Trường Sơn năm 1974 thì cũng vẫn xếp vào cái thế hệ, nghĩa là viết sau chiến tranh đi. Thì hầu như nhà văn nhà thơ nào
cũng viết về con đường Trường Sơn. Chắc các đồng chí không chưa quên những kiểu đổi xe công kính của Phạm Tiết Duật, chưa quên gửi em cô gái thanh niên của Phạm Tiết Duật, chưa quên nhớ của Phạm Tiết Duật. Cảnh giếng nước có bom từ trường, em không rửa ngủ ngày chân lâm, ngày em phá nhiều bom độ trọng, đến nằm mơ nói mơ sang nhà. Đấy là Phạm Tiết Duật viết về những cô thanh niên xung phong, những cô gái mảnh mai, những cô gái bị hốt xét sách tái người đi, vẫn hồn nhiên, vẫn dũng cảm, vẫn can trường như thế. Chúng ta chắc chưa quên bài thơ nhớ của Phạm Tiết Duật: cái vết thương xoàn mà đưa Việt hàng còn đầy bến tiếng xe reo, nằm ngửa nhớ căng nằm nghiêng nhớ bến nôn nao, ngồi dậy nhớ lưng đèo. Ở đây không biết có bác nào lái xe không, có trải qua cái tâm trạng những hoàn cảnh như thế không? Xe không có kính, không phải vì xe không có kính, nhưng rồi xe vẫn cứ đi vì kiếp trước, vì miền Nam kiếp trước. Chỉ cần trong xe có một trái tim, tất cả nó là thi ca. Và tôi, một người lính Trường Sơn, một nhà thơ của Trường Sơn, khi tôi đến nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, trước một vạn đồng hồ liệt sĩ, tôi khóc. Bởi vì sao? Một điều rất đơn giản: những người ngã xuống ở đây, những người đang nằm im lặng ở đây, họ chết khi còn rất trẻ, 17, 18, 19, 20 tuổi, trẻ quá các anh chị ạ. Có nhiều người ra đi khi chưa biết tình yêu là cái gì, chưa biết thế nào là sự ngọt ngào của một nụ hôn. Họ phải nằm xuống, vĩnh viễn không được yêu ai nữa. Nhưng mà trong tâm tưởng của chúng ta, họ sống, họ vẫn mãi mãi tuổi thanh xuân. Và có điều này nữa, một nửa đồng hồ của chúng tôi, 10.000, hơn 10.000 đồng hồ của chúng tôi đang còn nằm đâu đó ở những gốc rừng, chưa tìm được. Cho nên các anh chắc chỉ đến đấy thôi, nghe tiếng ve Trường Sơn nó sống xả, nó nóng hổi, lớp lớp tầng tầng như tiếng gọi siêu hồn của đồng hồ. Tôi rất cảm giác đấy. Và tại Hồ Sơn nhá, rất bất ngờ tôi viết bài thơ khát vọng Trường Sơn của tôi, một bài thơ mà tâm đắc nhất. Tôi viết bài khát vọng Trường Sơn, tôi viết ngay Hồ Sơn. Tôi đi lúc ấy tôi chưa về quan điểm quân đội đâu. Trước năm 97, năm 96 tôi đi chạy đến Hồ Sơn. Một đêm tôi không ngủ được, trằn trọc băn khoăn không ngủ được. Gần đến sáng thì trước mắt tôi hiện lên những cái nấm mồ ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Và bên tai tôi văng vẳng cái lời của ai đó: nằm kề nhau những nấm mồ giống nhau. Và tôi ngồi dậy chép lại toàn bộ bài thơ, câu sau nối câu trước, câu trước làm đà cho câu sau. Và đến sáng tôi viết xong bài thơ khát vọng Trường Sơn. Bài thơ ấy sau đó được cái giải nhì, không có giải nhất, của cuộc thi thơ năm điểm quân đội năm 1996. Và nhờ bài thơ ấy mà như nhiều người bảo là liệt sĩ phổ tôi, có bài thơ ấy tôi mới được về tạp chí văn nghệ quân đội đầu năm 1997. Và đặc biệt bài thơ này được ba nhạc sĩ phổ nhạc: một nhạc sĩ Phạm Tuyên, hai nhạc sĩ Văn Trừng, ba nhạc sĩ Võ Thế Hùng. Có lẽ tôi thay cho cái lời đó, xin đọc bài thơ này. Tôi xin đọc bài thơ khát vọng Trường Sơn này: nằm kề nhau những nấm mồ giống nhau, 10.000 bát hương, 10.000 ngôi sao cháy, 10.000 tiếng chuông ngân trong im lặng, 10.000 trái tim neo ở đầu nguồn, 10.000 đôi vai từng gánh Trường Sơn, 10.000 đôi tay mở rừng xẻ núi, 10.000 đôi chân bám trên trọng điểm, 10.000 đôi mắt ngước hái mây chiều, 10.000 ngọn đèn thắp miền giông bão, 10.000 nếp ấm giữa lòng rừng xanh, 10.000 cơn mưa, 10.000 cơn nắng, 10.000 trận sốt bạc rừng nguyên sinh, 10.000 chiếc gậy của thời hội, 10.000 nếp nhăn hằn lên trước tuổi, 10.000 vết đau, 10.000 vòng trắng, 10.000 mái tóc bị phát quang dần, 10.000 Trường Sơn trong một Trường Sơn, 10.000 lời ca trong bài ca lớn, 10.000 cái tin đêm đêm mẹ nhắc,
10.000 giấc mơ của mẹ chờ ta, 10.000 con đò thương về bên đời, 10.000 hạt giống chưa về phù sa, 10.000 tấm bia còn 10.000 nữa, 10.000 đồng đội nằm dài trường sơn, 10.000 hài cốt chưa về khói hương, 10.000 đơn côi nằm trong cõi phàm, 10.000 cô quạnh lang thang nẻo đường, 10.000 khát vọng được về bên nhau. Thế đấy các đồng chí ạ, những người đồng đội chúng ta không phải chết muốn ở bên nhau thôi, cái tình đồng đội ấy mãi mãi quả sáng như mãi mãi quả sáng Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trên Trường Sơn, và mãi mãi quả sáng đường Hồ Chí Minh trên biển. Xin cảm ơn tất cả.